Suy niệm lời Chúa hôm nay ngày 26 tháng 5 năm 2016, thứ năm tuần thứ 8 mùa thường niên. Bài đọc hôm nay có tên là Xin cho tôi nhìn thấy. Lời Chúa trong sách Marco chương số 10 câu 46 đến 52. Khi ấy Đức Giêsu và các môn đệ đến thành Jericho. Khi Đức Giêsu cùng với các môn đệ và một đám người khá đông ra khỏi thành Jericho, thì có một người hành khất mù tên là Bartimê, con ông Timê, đang ngồi ở vệ đường. Vừa nghe nói đó là Đức Giêsu Nazareth, anh ta bắt đầu kêu lên rằng: Lạy ông Giêsu, con vua David, xin vũ lòng thương tôi. Nhiều người quát nạt bảo anh ta im đi, nhưng anh ta càng kêu lớn tiếng: Lạy con vua David, xin vũ lòng thương tôi. Đức Giêsu đứng lại và nói: Gọi anh ta lại đây. Người ta gọi anh mù và bảo: Cứ yên tâm, đứng dậy, người gọi anh đấy. Anh mù liền vớt áo choàng lại, đứng phát dậy mà đến gần Đức Giêsu. Người hỏi: Anh muốn tôi làm gì cho anh? Anh mù đáp: Thưa thầy, xin cho tôi nhìn thấy được. Người nói: Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh. Tức khắc, anh ta nhìn thấy được và đi theo người trên con đường người đi. Lời suy niệm: Bị mù mắt thật là khổ. Cả thế giới như khép lại trong toàn một màu đen. Nhiều người thà chọn bị câm điếc còn hơn là mù. Tuy vậy, thế giới người mù cũng không bị hoàn toàn đóng kín. Người mù còn có tai mở ra để nghe, miệng mở ra để nói. Nếu biết tận dụng những gì mình có, người mù cũng thấy được nhiều điều. Có một người mù ngồi bên vệ đường sống bằng nghề ăn xin. Tai anh nghe thấy bước chân rộn rã của một đoàn người khá đông đang đi ra khỏi thành Jericho. Khi biết trong đoàn người này có Đức Giêsu Nazareth, đấng nổi tiếng về chữa bệnh và trừ quỷ, anh mù thấy ngay cơ hội mình chờ đợi bấy lâu nay đã đến. Anh quyết sẽ không bỏ lỡ cơ hội ngàn năm một thuở này. Tuy bị mù, nhưng anh còn có tiếng nói. Anh sẽ tận dụng tiếng kêu của mình để ông Giêsu chú ý đến anh. Lạy ông Giêsu, con vua David, xin thương xót tôi. Tiếp thay tiếng kêu của anh lại bị át đi bởi những tiếng nạt nộ. Nhiều người bắt anh im đi để khỏi gây trở ngại cho cuộc hành trình. Chẳng những không im, anh mù càng kêu lớn tiếng. Vì anh biết rằng chỉ cần làm cho Giêsu nghe được tiếng kêu của mình, dù chỉ một lần, thì đời mình sẽ hoàn toàn thay đổi. Anh mù cứ nhắc đi nhắc lại cùng một điệp khúc xin xót thương giữa đám đông ồn ào, náo động. Đức Giêsu có nghe được tiếng anh mù gọi tên mình không? Có, dù rất nhỏ, dù chỉ một lần. Tiếng kêu ấy vừa thống thiết, quyết liệt, vừa đầy tin tưởng, cậy trông. Tiếng kêu ấy báo hiệu về một sự hiện diện mà Ngài chưa rõ. Tiếng kêu làm cho Ngài dừng lại, gọi anh ta lại đây. Lúc nãy anh gọi Giêsu, bây giờ Giêsu nhờ người ta gọi anh. Khi biết mình được gọi, anh mù nhảy cẩn lên, vớt cả áo choàng lại mà bước tới. Nhưng anh vẫn cần có ai dắt anh đến gần Giêsu. Ngài đã nghe anh xin Ngài thương xót, nhưng cụ thể anh muốn xin gì? Anh muốn tôi làm gì cho anh? Đức Giêsu muốn anh nói lên ước muốn của mình. Thưa thầy, Rabuni, xin cho tôi thấy lại được. Anh mù đã được thấy lại. Anh lại thấy mặt trời và người xung quanh. Anh thấy Giêsu, người anh tin nhưng chưa một lần gặp mặt. Giêsu cho anh ánh sáng để anh khỏi phải ngồi ăn xin ở vệ đường. Giêsu giải phóng anh khỏi bóng tối và trả cho anh phẩm giá anh vốn có. Giêsu đã dừng lại, đã bắt cả đám đông phải dừng lại chỉ vì anh. Bây giờ anh muốn hòa mình với đám đông để theo Ngài
trên đường. Dưới góc độ nào đó chúng ta đều là những người mù. Có khi ta biết mình mù mà muốn thoát khỏi cảnh mù tối như Bartimê. Nhưng có khi ta mù mà không biết, nên vẫn vô tư ở lại trong cảnh mù. Tệ hơn nữa, có khi ta sáng mắt, nhưng lại cố ý không muốn thấy. Cố ý không muốn thấy một sự thật rành rành chỉ vì cố chấp hay tư lợi. Không thấy xà trong mắt mình, nhưng lại thấy rác trong mắt anh em. Chúng ta vẫn cần người khác để được sáng mắt. Cần có ai đó dẫn ta mù lòa đến với Giê-xu. Điều gì có thể khiến ta bị mù? Một định kiến có thể khiến ta khép lại trước một sự thật lớn hơn nhiều. Điều ta biết dù đúng cũng chỉ là một phần nhỏ của toàn bộ sự thật. Một đam mê, dục vọng cũng có thể làm chúng ta bị mù, không muốn sáng mắt vì sợ phải từ bỏ điều mình gắn bó. Ta khuyên ngươi đến với ta mà mua thuốc để sức mắt cho ngươi nhìn thấy được. Mong Giê-xu chữa lành mắt ta mỗi ngày. Lời cầu nguyện. Như người mù ngồi bên vệ đường, xin Chúa dụ lòng thương cho con được thấy. Xin cho con được thấy bản thân với những yếu đuối và khuyết điểm, những giả hình và che đậy. Cho con được thấy Chúa hiện diện bên con, cả những khi con không cảm nghiệm được. Xin cho con thực sự muốn thấy, thực sự muốn để cho ánh sáng Chúa chiếu rọi vào bóng tối của con. Như người mù ngồi bên vệ đường, xin Chúa dụ lòng thương cho con được thấy. Amen.